Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ tới cái giai đoạn là tôi sẽ hướng dẫn các bạn fix một cái lỗi là MacBook Pro Retina 2016. Đó. Thì mã men này á, các bạn MacBook thì bắt buộc các bạn phải có một cái bo view và cái CMA để chúng ta hỗ trợ chúng ta sửa một cái main board nó dễ dàng hơn. Thì ở đây tôi tìm một cái CMA đó ở vị trí này. Đó chính là con là 820.00840. Đó, đây là cái mã đó là nó mã men ha, còn nó về me máy đó chính là MacBook Pro Retina 13 sản xuất đời 2016. Thì men này có giá trị là tầm khoảng 8 triệu nha. Rồi bây giờ khách báo là tình trạng không kích nguồn được, thì video trước tôi đã quay và hướng dẫn các bạn về cách mà chúng ta tháo và cách mà chúng ta nói chuyện với khách. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp, nhưng mà thực tiếp nha. Rồi ở đây các bạn thấy là khi chúng ta ghim dòng vào bác dòng chúng ta là nó không nhảy, giống như là nó nhảy ở cái giai đoạn là đây, các bạn thấy là 0.02, thì chúng ta phải tìm được cái nguồn đầu vào về cái khối 3 năm. Thì khối 3 năm ở đây tôi thấy là hai con dây này chính là nó được quản lý bởi con là TVS 51980A. TVS 51980A, ở đây tôi tìm được cái bo, cái CMA, cái bo view luôn. 51980A. 51980A nha. TVS 51, à sao đây sai rồi. 51980A. Thì ở đây các bạn cần phải tìm cái nguyên nhân vì sao mà nó không kích được nguồn, là chúng ta phải xét về về theo kinh nghiệm thì chúng ta xét ngay về cái khối 3V 5V liền để xem thử là máy này nó có mở được nguồn chờ chưa. Thì cái về cái nguyên lý hoạt động của IC này á, là nó hoàn toàn giống như mấy con khác thôi, cho nên các bạn phải phân tích được data sheet IC, rồi sau đó các bạn mới nhớ được các dòng lệnh trong cái khối tuyến tính và khối nguồn xung của nó. Ở đây tôi nói sơ về vấn đề này. Đó là ở đây các bạn thấy cái nguồn nuôi chính là chăn 23. Đó cho nên vì sao chúng ta cần đó là phải sửa được laptop. Gọi là phải hiểu được nguyên lý laptop thì mới làm được nên MacBook. Đây là chính nguồn nuôi nha, quay lại bài đó là chăn 23 chính nguồn nuôi nè. Thì các bạn mới xét được cái khối tuyến tính nó xuất hiện ở trong cái IC đó. Thì ở đây các bạn thấy là chăn số 13, số 22 và 29. Đây là cái khối tuyến tính của nó này. Đây là khối tuyến tính. Thì ở đây á, ở đây các bạn thấy thứ nhất đó là chân V ghép. Chân V ghép. Chân V ghép chính là cái vế là 2V. Vế 2V. V ghép 3 là vế là 3.3 và V ghép 2 là V ghép 5 là 5V. Thì các bạn thấy những vế này nó không có bị kéo mát. Cho nên là cái con IC này sử dụng ba cái mức nguồn tuyến tính, đó là 2V, 3.3 và 5V. Thì cái 3.3 này này các bạn, nó nếu mà xét về cái trong cái laptop thì nó chính là cái app để nó biến đổi thành ba con chờ cấp về nuôi cho SDO và con chip năng chúng ta. Rồi sau khi mà có cái nguồn mà tuyến tính rồi đó thì chúng ta mới xét đến lệnh nguồn xung trong IC 3 năm. Thì xung á, thì các bạn khi nghĩ đến nguồn xung thì các bạn phải nghĩ đến đó là nó phải mang một cái tần số, nó mang một tần số đó và nó phải đi qua cặp phép và cuộn dây như thế này, người ta mới gọi đây là nguồn xung ha. Còn như thế này người ta chỉ gọi là nguồn, bị gọi là điện áp đó. Điện áp tuyến tính hoặc là nguồn tuyến tính thôi chứ không phải là nguồn xung đó. Thì nguồn xung cần có cũng có lệnh end và lệnh là mở tần số. Mở tần số chi, nó 300 kHz hay là 200 kHz để gì, nó điều khiển ra nó tạo ra hai cái xung nhiệt tại hai cái cực này, hai cái lệnh là VBST và DGVH2 và DGV ở dưới đây là đâu cực G, đâu cực G đây, DGV là 2. Thì đấy chứ nó điều khiển hai cái xung nhiệt và hai cực G của phép này. Đó, đến gì một con đóng con mở, con bán kỳ chu kỳ dương, một con bán chu kỳ âm, rồi cứ lần lượt bán chu kỳ dương, bán chu kỳ âm, bán chu kỳ dương, bán chu kỳ âm, đó hai con nó chạy như vậy đó, để cho tạo ra cái xung nhiệt. Rồi thì đó là chăng nào, ở đây các bạn muốn hiểu
À, các bạn nhìn ngay là cái trang đó là OCL. OCL nó đang nối với cái trang VGX 5, tất nhiên là mang điện áp 5V. Thì chúng ta có data sheet thì chúng ta phải mở nó ra. À, còn cái vấn đề này á, là IC này không có data sheet, cho nên là theo kinh nghiệm thì nó mở cái tần số khoảng là 300 kHz. À, nó điều khiển vào những cái cần rồi, cực G rồi, bây giờ đến là cái lệnh N cho hai bế nguồn xung 3,5V. Thì các bạn thấy đây có N1 và N2. N2 là nó điều khiển cho cái bế 5V và N1 là điều khiển cho bế 3,3. Chúng ta thấy chưa? 2N. Đó, đây. Bế 5V, N1 bế 5V và N2 là bế 3,3 nha. Rồi bây giờ là tôi xét về quay lại cái main này thì á, tôi sẽ đo nguồn đời đầu đầu tiên đó chính là cái nguồn là 23, trang áp 23 xem đã có mức áp nuôi chưa. À, vì tôi đo cuộn dây nó không có rồi. Đây, cuộn dây của nó đây các bạn. Tôi đo đây là không có áp. Chúng ta thấy là nó không có áp và ở đây cũng vậy. Nhưng mà tôi sẽ đo về cái có nguồn chờ. Cái cái sorry tôi đo về có nguồn nuôi. Ở trang số 20. Chúng ta sẽ cho nhỏ lại nha. Trang số 20, 23. 23 thì các bạn đây các bạn chọn ngay cái chỗ và vị trí là C7650. Chúng ta qua ta cái bao view á C276 đây bạn thấy đánh vô đó thì các bạn nó hiện ra như thế này. Thì chúng ta co nhỏ lại. Co nhỏ lại. Đây, chúng ta quay cái em theo cái chiều của mainboard thôi, các bạn chú ý nha. Cái này nó giờ nó dùng cái cổng tai C nha các bạn. Nó dùng chung với cổng USB á, USB tai C. Đây, các bạn thấy ở đây là nó ngay cái vị trí này chúng ta đâu. Bạn thấy nó mắc chưa? Nó không có nguồn nuôi thì sao làm sao nó có được cái nguồn 3,5V mà nó kích. Rồi bây giờ không có nguồn nuôi thì chúng ta phải tìm cái nguồn đầu vào của nó từ nào. Bạn thấy nó biến đổi nè. Trang số 23 nè, nó lấy từ áp rồi đây. Nó lấy từ phờ quýt 3G thì chúng ta phải sợt lại. Chúng ta phải sợt và dò lại. Và dò lại từng cái khu vực mà cái lệnh này nó đi qua. Dò bằng cái C3 ha. Đây. Các bạn dò đến khi nào mà thấy một đầu bên đây là một con trở và đầu bên kia là cái lệnh khác á, giống như thế này nè. Ở đây là từ cái nó là từ cái vế mà nguồn sạc nó ra. Còn về cái IC sạc này á thì sau này tôi sẽ tạo một cái kênh đó là premium để hướng dẫn các bạn chữa riêng về cái MacBook và nó sẽ tốn phí. Đó, các bạn chờ đợi nha. Rồi. Thì IC sạc này tôi nói sơ đó. Cái mặt MacBook nó khác với người ta ở chỗ là thứ nhất đó là nó sẽ khi mà nguồn đầu vào nó mở rồi á, nhất là nó cấp về cho IC sạc, IC sạc tiếp tục mở thêm một cái gọi là cái nguồn đầu vào nữa à, để nó cấp về nuôi IC và cái đường khác là cái IC sạc nó sẽ tạo thêm cái đường đó là đường sạc pin, đó là đường PV bắt sạc pin và quản lý nguồn pin là hai cái lệnh riêng. Hai các bạn nhớ đó là con cái MacBook là cấu tạo nó khác, cái nguyên lý nó khác với cái main laptop rất là nhiều đó. Rồi bây giờ tôi tìm đến đây rồi, tôi sẽ tìm đối với nguồn pin thì các bạn thấy nè. À, ta xét nè, có đâu từ nguồn pin ra nguồn IC sạc là để làm gì? IC sạc là dùng để điều khiển cho cái áp mà đầu vào là chúng ta mở được. Đó. Thì muốn được ở áp bên đây thì bắt buộc phải có cái điện áp đây, cái lệnh bên đây. Rồi muốn lệnh bên đây bắt buộc chúng ta phải lệ thuộc vào hai một con quy con phép đôi của 7040. Thì các bạn nhìn đây, đây là con phép ta có thể ra đây nè. À, phép thuận hay là nghịch gì đó thì các bạn nhìn vào ha. Thì ở đây về điều kiện thì các bạn muốn con phép này nó đổ dòng nữa, đổ dòng và điện áp từ từ đây qua đây thì có phải là các bạn phải nhìn nhìn lên trên đây nó đi qua cuộn dây không nè, nó đi qua cuộn dây thì cuộn dây L7370 thì nó có phải là đi từ con phép này qua không? Thì bắt buộc các bạn muốn phép này nó có trước thì các bạn phải tìm ra cái thằng này kia coi thử lần này nó giãn chưa, nó có áp chưa đó, có muốn có áp chưa thì các bạn phải tìm cái áp vào đó chứ đúng không, bởi vì con phép sạc chúng ta dùng để điều khiển thôi đó, điều khiển thôi. Và thứ hai nữa phép sạc chúng ta mở ra một cái điện gọi là nguồn pin riêng à, nguồn pin riêng để đây các bạn thấy tôi xét thứ nhất là tôi sẽ đo tại con L7020 này
chúng ta sẽ đo G7020. G7020 đang vị trí này, các bạn kéo nhỏ lại. Đâu rồi G7020? Đó. Các bạn kéo nhỏ lại thì các bạn đưa cái men về cái vị trí của chúng ta đây, ở đây. Thì tôi đã thấy G7020 ngay vị trí này. Ha, ngay vị trí này. Bây giờ chúng ta nào. Thì con G này nó giống như là cuộn dây thôi các bạn. Thì đâu đây các bạn thấy nó chỉ có 1.6 à. À, đầu vào nó chỉ có 1.6 nè. Đó. Mỗi phá đâu đủ điều kiện đâu. Đúng không? Đâu đủ điều kiện. Rồi, như vậy là hai con phép chúng ta chưa xét đến. Bởi vì chúng ta đo tại cái chân con R nó đi vào thì không phép rồi, rồi chúng ta sạc cái lệnh này. Thì các bạn thấy nè. Nó đi từ cái lệnh này qua. Đó, các bạn nhớ là cái tên lệnh khác nhau nhưng mà điện áp nó hoàn toàn giống nhau. Thì có thể nó đi qua những cái linh kiện ngay R hay cũng dây gì đó, nó sẽ biến đổi thành cái áp khác thôi. Rồi chúng ta tìm. Thì các bạn thấy đây nó DC3H. Chưa phải. Ở đây là sen. Ở đây này nè, nó biến đổi từ cái lệnh này qua nè. Rồi các bạn sẽ tiếp cái lệnh này. Đó. Chúng ta vậy đó, chúng ta mới sẽ tiếp nè. Rồi chúng ta sập cái lệnh này thôi đi. Xem thử nó đi về đâu nữa, chưa đi nữa. Tìm nó. PC3. Đấy trời. Rồi quay lại tìm 3H nó còn đi đường nào nữa không? Rồi chúng ta phải tìm được nó đi đường nào nữa. Quay lại. Từ đây, qua đây. Qua đây, rồi qua nào nữa đây. Qua đây, đây nè. Cũng từ cái biến đổi từ áp này qua. Để tìm đây. Đó. Đó, chúng ta tìm không đúng thì chúng ta nghi ngờ, chúng ta tìm tiếp. Xem thử nó còn đi nhiều đường chứ không phải là nó chỉ nhất là một đường này. Như hồi nãy là từ đây, từ cái lệnh kia nó biến đổi thành cái lệnh là DCN3G3H. Còn ở đây nó cũng từ cái lệnh này cũng biến đổi nữa thì chúng ta tìm cái lệnh kia không được thì chúng ta phải tìm thêm thôi cái lệnh nào qua cấp qua để tạo lệnh nó nữa. Bây giờ tìm tiếp đây thì các bạn thấy đây nè, nó được cái lệnh này đi từ đâu, không phải đi từ con Q310 và Q310 lấy áp từ đâu đây. Lấy áp từ cái C20 nè, USB SAVBUS, đây là cái nguồn cấp đầu vào, cái nguồn adapter chúng ta nó gọi là nguồn adapter các bạn. Đó, cái cổng tai C á, đó là chính là nguồn này vô nè. Các bạn thấy đó. Dùng cổng tai C nè. Nguồn này vào. Thì các bạn tìm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm đó là sao? Tìm ngay con Q310 3001. Q310 3100. Cái này là tôi fit cái dạng thực tế luôn nha các bạn. Fit cho các bạn cái dạng thực tế. 3100 là con này. Đúng không? 3100. 3100 này. Đây cái lệnh như hồi nãy là chúng ta có qua một con khác nữa. Ba xem thử lệnh này đi qua mấy con. 310, 311 và 312. 311 ta xét cái này là cái này đầu tiên nè, đi qua đầu tiên ta xét Q312 trước đi. 312 thì nó cũng biến đổi từ cái lệnh mà tổng ta C vào á. Thì 310 với 311, 312 đều giống nhau. Rồi bây giờ ta xem. Thì để cho có áp này bắt buộc là con Q nè, con Q này phải dẫn. Các bạn thấy không? Mà con Q này muốn dẫn á, nó có hai con phép tích hợp cho một con IC phép nè. Là phép đôi đó, ta gọi là phép đôi, một con thuận một con nghịch nè. Phép thuận thì đương nhiên là khi có điện áp đây nó đổ ở đây rồi. Thì các bạn đo tại cái trang số 2, số 3 của con phép. Thì ta xem thử cái nó làm 3.200 đâu. 3.200. Đây, thì nó nằm kế bên là hai thằng này, 3.1, 3.2 nè. Thì hai con này cũng là hai cổng thì hai con đó, hai cổng hai con. Ta đang cắm cổng trên thì ta xét con này. Rồi trang số 23 nè, các bạn đo ngay vị trí ra xem được rồi nó có cái con này, con trong phép đầu tiên nó có dẫn chưa, rồi ta xét, nếu không dẫn thì ta xét tiếp tục. Rồi trang số 3, rồi thấy trang số 3 rồi, ta đo quay lại
Đây. Tần số 3 là các bạn thấy là nó nằm ở vị trí này. 19 vâng, có rồi nha, vậy là phép đầu tiên đã dẫn. Rồi, dẫn rồi thì sẽ bắt buộc ta phải xét tiếp phép thứ hai. Cái này, cái số 3 thì đây là con phép này phép thuận với gắn ngược lại nè. Rồi ta đo thử cái chân số 8, chân số 8 ở đây là nó mới dẫn chưa? Nó dẫn thì nó dẫn qua cái áp này đúng không? Dẫn chưa nha, chân số 8 nè. Xem tiếp chân số 8 nằm đâu đây. Chân số 8 bên đây. Đó. Cái chân số 8 nữa đi qua con tụ này đúng không? Chân số 8 thì ta đo tụ đi vì chân nó nhỏ lắm. Hai con tụ dưới và đúng rồi, chân số 8 đúng không? Đúng rồi. 3221. Đúng rồi, đầu trên có 3221. Đầu trên có 321 các bạn thấy nè. 19V. Chân số 8 19V. Phải không? Đây chân số 8 đây. Chân số 8. Chân số 8 là chân là bên đây. Nó đi qua con tụ một con tụ nè. Chân số 8, chân số 1 là đâu? Chân số 1 có chứ. Chân số 1 điều kiện chân số 1 có phải dẫn được. Chân số 1 là bên đây đi qua tụ này. Chân số 1 có 19 luôn các bạn. Mà sao nãy tôi đo nó mắc. Chân số 1 có 19 nè. Thì nó sẽ dẫn qua chân nó sẽ giờ khiến cho con quy này dẫn. Con quy nào này, con quy con phép thứ hai quy là chân số 8. S1 qua chân S, D qua S là con phép này phép phép nghịch. Chân số 8 nè. Rồi ok, chân số 8 có nguồn đầu vào. Đi nguồn đầu vào này từ đó rồi nó sẽ đi vào đâu đây? Nó mở đi vào đây, chúng ta sẵn tiếp coi nó đi vào đâu. Tại sao chân số 20 lại mất áp? Đây qua đây. Ta sập từ từ đi, đi theo cái hướng đi của nó nha. Đây tới con ít. Tới con ít là XQ5490. XW á. 5490. Ngay vị trí nào đây? Đây. Ngay vị trí này là ngay cái đây bên đây phép sáu chân. Phép sáu chân thì ngay vị trí này. Để cho đo lên đây. Đó, đo chỗ này biết rồi. Rồi đo chỗ này hoặc cái điểm của nó tiếp xúc của nó. 1/6. 1/6. Đấy các bạn, đó có 1/6 thôi. Đầu nó 1/6 thì còn đầu bên đây nhiêu? Đó đầu bên đây coi. Đầu bên đây đi qua bên đây hả? Đi qua G7015 đúng không? Đầu bên đây là 7015. Vậy là cái điều hướng kia rồi. Rồi ok, coi gì đi. Đó giờ này. Để xem thử cái nó có mở được chưa. G7015 là nó nằm ngay vị trí là chúng ta cái nhỏ nhỏ là từ con trên đây bỏ xuống 1, 2, 3. Có 1/6 thôi. Vậy là sai. Chúng ta quay lại 1/6. 1/6. Sai nha. Đây có đầu hai đầu này 1/6 mà không đúng rồi. Như vậy là ta phải quay lại đây nè. Đây dứt mặt hay sao? Vị trí này tại sao chân số 8 có là 19 không mà chân đó bị đứt dây rồi. Ok, số 8 quay lại quy 3/2. Quy 3/2 chúng ta đo tại chân số 8. 8 này chỗ này
19V. Rồi. Ok. Chúng ta sẽ xem xét. Rồi, vì sao các bạn hiểu là đo trang số 8 nó có áp là 19V là nguồn đầu vào đó, nhưng mà qua cái con là con bên đây là con gì đây, là mình đo con bên đây chính là con này nè, lại là 1/6. Tại vì sao? Tại vì do con quy này nè các bạn, do con quy này tuy là nó dẫn nhưng mà đến đây nó dẫn qua tới bên kia thì cái điện áp bị sụt lại, giống như là nó yếu gì đó. Thì tôi tiến hành đó là hai con tụ này nè, con tụ C321 và con C3220 á, là con tụ này á, lúc đo chân G lúc có lúc không, ở chân G1 lúc có lúc không, thì tôi tiến hành tôi câu cái lệnh là từ cái chân dưới con tụ C20 nè qua qua tụ C321 là câu như thế này. Để chúng ta câu như thế này nè các bạn, đây là hai tụ nè, ví dụ như ở đây là con tụ 321, trên đây là tụ 20 không, thì cái điểm này điểm của nó nè, và con tụ điểm của thằng tụ 320 và con tụ mà 321 thì điểm này, thì tôi chỉ cần tôi câu hai lệnh này thôi, tôi không cần câu dây tới đây nó dài thôi, tôi câu đường tắt nè. Thì tôi khi mà tôi câu đường tắt á thì các bạn thấy là tôi đo lại nè, tôi đo lại ngay vị trí là có nè, 19V đúng không? Rồi tôi đo qua bên đây, đo với con mà đầu vào bên đây nè, nó dẫn qua đây chính là cái nào quên rồi. Ok, chúng ta chào đi 3DH qua G3DH, con XW5490 đây. Thì các bạn thấy tôi đo đây điểm nha, điểm của nó đây, đây nó biến đổi thành 17V nữa đó, 7V là vào nha. Rồi như vậy thì ta đo tại cái con mà 35 đổi chưa, 35 là ngay con này là ngay đây con tụ mà vẫn chưa có còn nữa, như vậy là nó vấn đề nữa rồi, chưa có nha. Rồi chúng ta dò tiếp cái mạch này, nó hơi đứt nặng rồi, khi có đúng không, khi có thì nó đưa vào đây, nó đưa vào đây để chi, đây các bạn thấy là đưa vào đây thì cực giờ này muốn đổ được thì nó sẽ đổ ở đây nè. Chúng ta tìm tiếp nha, tìm tiếp đây, đây con này đi, R6905, chúng ta đi từng bước một, R6905 6905 các bạn thấy nó nằm ở vị trí này, đây từ đây nó tiến lại đến đây, R6905 rồi chúng ta đo, R6905 là cái lệnh đáp trên, đáp dưới là R6906 chứ. 6906 ở trên này. Rồi 17V, sorry quên, đây 17V. Các bạn thấy chưa, có 17V nha. Rồi nó đi đến con nào đây, không phải đến là con D6905 không, đây 6905 đây. Ok, chúng ta đo giờ D nó ra là biết rồi. Rồi 17 có, người ta biến đổi qua đây, các bạn đây đúng rồi, có rồi. Rồi con 35 chúng ta hồi nãy là chúng ta sợ không là con rồi chúng ta tìm tiếp đi, chúng ta tìm tiếp đây, quan trọng là con này đây 72020 biến đổi cấp vào IC35 chúng ta nè, thấy không, không biến đổi thành nguồn đầu vào qua cái
Đây là SMS xem là hệ thống PS3GH á. Đây chúng ta xem để đo thứ con L7030 đúng không? Bây giờ ta đo L7030. Đó, mở đường đó chưa? Đây, bạn thấy là nó đây vị trí này. Chúng ta đo ngay đây. Rồi, thấy rồi. Lại không có. Bạn thấy là L7025 lại không có nè. Con khác. Đây, mắt áo bạn thấy chưa? Đó, bây giờ chúng ta xem lại. Xem lại con R7202. 7202. Đây. Nằm bên đây. Thôi không không. L7020. Đây. Như vị trí này. Rồi chúng ta qua bên đây. Ta đo đây được nhiêu? 17V. Bên đây, đầu bên đây có chưa? À, thì đây là bị đứt. Cũng 17V không phải đứt mà đo không chính xác. Rồi, L có rồi. L có thì chắc chắn con quy là chăn D1 của con quy 7030 có luôn. Con quy 7030. Ok, ta lo ngay đây. Thì chúng ta xem là chăn D1 của nó là chăn 123. Chúng ta qua đây. D123 đây. Ngay vị trí nè. Ta đo ngay con chở thì có rồi, chắc chắn có rồi, con tụ điện là 17V. Rồi quan trọng nhất là nó có đổ qua chưa, nó đổ điện áp qua đây chưa, đổ điện áp qua chăn D là chăn số mấy đây, 789 789 nè, 789 789 ta kê đây coi 7 đây. Ok, không đổ, thấy chưa, không đổ dòng, không, dây không đổ nè, 789 ra đây không đổ nè, không đổ thì bây giờ sao, bây giờ chúng ta xét điều kiện của nó không dẫn là do chân G, chân G từ đâu ra, à, chân G là do từ con IC sạc ra, nó không điều khiển được, đó, các bạn thấy chưa, đây là chân G chúng ta đo là chân số mấy đây, ngay vị trí này là chân số... chân 12. Chân 12. Đây. Chân 12 không có. À, giống như là con IC sạc nó không mở được. Rồi, như vậy là nó lỗi IC sạc, chúng ta phải xét điều kiện của IC sạc nữa các bạn. Thì đây là con IC sạc chân số 4 nó đi về con IC sạc nè. 700 là con nằm đâu đây, nằm bên đây. Đây chúng ta xét điều kiện đi sạc nha. À, con IC sạc là nó chắc nó gầm nha các bạn. Chắc PCI rồi. PCI rồi. Đó, sự mắc bút là các bạn thấy chưa, nó rất là cực, nó đơn giản. Chúng ta xem thử con phép này là phép gì đây. G, S hay là phép nghịch. Nếu phép nghịch nó phải đổ điện áp qua đây chứ. Và thứ hai nữa là bên đây nó đổ rồi này là 7030 phải mở chứ. Đúng không các bạn? Đây, nếu mà ta xét về con 7030. À, nãy giờ ta xét 7030 đúng rồi. Sorry. 7030 nó không đổ dòng. Tức như là không dẫn qua đây nè. À, 7030.
7030. Đây. Sorry, nãy giờ xét nhầm rồi. Đây, đang gọi đây đây. Nó không mở, bây giờ ta sẽ cấp app thử thôi các bạn. Mấy con phép này kiếm rất là khó. Ta sẽ cấp app vào trang G của nó để xem thử này nó có dẫn được hay không nha. Trang số 4 thì chắc chắn không thể ai mở rồi. Đây là con phép gì? Đây là S qua D, cũng là phép nghịch. Phép nghịch thì đó là con VG phải lớn VS thì nó mới dẫn. Đó. Cho nên trường hợp này nếu con trên dẫn thì chắc chắn ở trang G nó sẽ có ở những mức thấp để nó không dẫn qua mát nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ câu lệnh nha, câu lệnh tại trang G xem thử coi, trang gáp nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ câu từ cái R7020 qua cuộn dây luôn các bạn, qua đầu cuộn dây luôn thì chúng ta xem là nó mở được mức áp F700 qua con quy này nữa, 7040 040. Rồi ta do cái cuộn dây luôn, F7000 F7000. Sửa màn này nó hơi cực nha các bạn. Đây. F7000 nằm phía dưới này. Giờ thấy rồi. Rồi có luôn. À sorry. Rồi chúng ta đo lại. Đây tôi câu. Đó là tôi câu. Câu dây không? À, cho từ F xem qua luôn. Chúng ta đo tại cái F7000 này nè. Có 17 volt này các bạn thấy chưa? Đầu bên đây 17 volt. Rồi, ta quay lại IC sạc. Đây, IC35. IC35. Ta đo xem. IC35. TPS là tôi đánh cái mã cho nó nhanh, 51980. À. Rồi, trang số 23. 23. Để đo xem. Rồi, có 17 con rồi thôi. Nguồn nuôi rồi, đó hai khối chính tính rồi, là nền của LDO đâu. Chính là trang số 12. C7252. Trang số 12. IC3V, 5V này, con này. Đây nè, đây là vị trí này các bạn. N1234. 123. Ờ, N chưa có. Lại mắc tiếp lên nè. Mắc tiếp lên nè, có nguồn nuôi rồi. Mắc tiếp lên nè thì nó không thể mở có tiếng tính được. Bây giờ ta xem cái con này là con gì đây. Qua đây là khối này ra đi ra. Khối này đi ra thì nó đi qua đâu đây? Qua con D. D này thì chúng ta thấy là nó đi qua cái vị trí nào đây? Ở trên là chúng ta đo xem. Rồi thấy rồi. Không có. Trang số 21.
xuống rồi, không có lời này không mở được đâu. And không mở được thì chúng ta sẽ tìm nó đi về đâu? Đây ER7660 là lấy từ cái app này, đi qua chợ không ngon. 7660 7660 rồi, nó đúng rồi, chợ này không có thì nó sẽ lấy tiếp app này. À ok, lấy từ app nó qua. Tiếp tục. À nó đi qua từ cái đây, từ con IC này. Ừ, IC này đó là con U7890. Thì các bạn thấy đây là nguồn nuôi cấp vào dây số 6. Đây là cái cổng gì? Logic and. Nhớ chưa? À, logic and thì bắt buộc hãy nguồn đầu vào với cái cao thì mới cho được cái đầu ra cao. Thì các bạn thấy đây là 5 và 1. À, chúng ta tìm con IC này đi. U7890. Đâu? Quả con này. U7890. Ok, chúng ta xem thử nó từ đâu ra. Đây, quay cái comment lại. Đây con IC này. Rồi, thấy rồi. Từ ngay ô ra. Từ con SIO ra. 890 trang số 4. Rồi. Ta qua bộ viên chúng ta xem, qua xem mà chúng ta xem. Tại trang số 6 có app nuôi chưa? Trang số 6 là trang này. Đó là trang số 6 nha. Rất là nhỏ. Rất là nhỏ, chúng ta sợ cái này cho nó dễ. Đâu quăng tụ đi. 3 phần 3. Ok, có 3 người nuôi. Đấy, 1 và 2. Đấy, ở mức cao 1 và 2. 1 đây, ở điểm này. Không chấm 5 nè. Thì số 2 ở điểm này. Mắc luôn các bạn. Cái số 2 mắc luôn. Đi từ SDO ra. Rồi. SMC. Nếu như vậy là tao phải thò lại từ SDO các bạn ơi. SDO này chân gầm nha. Chân BCI chứ phải chân gầm. Là nó có bi á. Rồi bây giờ ta khò thử thôi. Hai trang đều từ EOGA này. Hoặc là ta bỏ nó, câu nguồn nuôi trực tiếp qua cho nó luôn. Tất nhiên là số 6 là nguồn nuôi câu qua cho trang số mấy đây. Số 4 cấp 3 phần 3. Đó. Bây giờ bỏ nó câu bao nhiêu qua. Rồi, tiếp tục vậy đi. Thử xem nó có mở được hay không. Chúng ta có thử thôi. Bây giờ tôi sẽ bỏ nguyên này ra.
cái này chúng ta nên bỏ cẩn thận. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ câu một quá. Cấp thẳng 33 qua cho nó luôn. Số 6 cấp thẳng qua luôn. Rồi chúng ta sẽ đo thử nha. Rồi có 33 luôn. Có 33, ta quay lại xe sạc. IC35. IC35. Đây. Trang số 12. Số 12. Rồi. Quay lại vị trí này có chưa nha? Trang số 4 đứng lên. Chúng ta quay lại đây. Rồi, có 33. Có lệnh điều khiển 33, bây giờ ta tìm đến trang VX3, VX5, VX2, trang 13, 22 và 29. 13. 4 1 2 3 4. 2V có nha các bạn. Nó mở được cái tính 2V này đây. 2V. Trang số 22 và 25. 22 và 29 chứ. Đây. Rồi, 33, 29. Và đây. Ok, mở được vế 5V luôn. Đây, các bạn thấy đây. 22 nè, 33 nè, 29 nè, 5V. Vì sao thì thấy nguồn xung có luôn chứ. Rồi, có luôn, ok luôn. Rồi, có 33, ok rồi. Có 33, bây giờ nó tiến hành kích nguồn thử xem. Cái khối là 5V nó sẽ mở sao. Bây giờ tôi sẽ gắn vô, tôi kích nguồn cho các bạn thấy nha.
Amen này quá nhiều lỗi. Nó cái từ bàn phím lên cho nên là bắt buộc tôi phải gắn từ từ bàn phím vô mới được. Đúng rồi, cái từ bàn phím. Rồi chúng ta quét thử giao được cho trời. Kích từ bằng phím lên rồi chúng ta gắn sơ lại, chúng ta kích nha, sơ nhưng cũng phải cẩn thận. Các bạn nhớ là máy dòng men MacBook á, là dòng men là có pin nó mới kích được, do nó cái đường bách lao nó phải nhận dạng diện được. Bàn phím đâu rồi? Ở đây nó nằm phía dưới không đó các bạn, nằm phía dưới gì đó. Bàn phím chuột này là pin, chúng ta xem thử cái dây nào dưới không. Rồi không có dây nào ở trên thì chúng ta nhấn như thôi à, đỡ dây nó cũng ít hơn là mấy dòng đời cũ. Dòng đời cũ là nó nhiều lắm, xem có này có không. À rồi, ok được rồi, chúng ta dặn không dùng áp lại dây vô thôi. Chúng ta gắn pin sau cùng nha, nên gắn đi sau cùng. Gắn luôn cái này đi. Chỉ cần tôi kích được cái là hết bài nha các bạn. Đó, còn vấn đề sau thì phải ghép vô thì nó hơi lâu, không có ghép được, không có thời gian. Đây, các bạn thấy chưa? Thì cắm vào tôi kích như dòng rồi đó. À, không hay ha, bây giờ gắn gam vô thử. Ok, cho xuất hình cho các bạn biết luôn. Rồi, chúng ta gắn gam vô, các bạn nhớ là gỡ pin ra nha, không được để pin. Xong hết mới gắn pin. Ok. Rồi, gắn pin vào nè. Đó. Mở nguồn lên. Đợi tôi xíu nha. Đó, các bạn thấy chưa? Thì tôi cắm vào kích lên được 7 máy rồi đó, đang dao động. Rồi, xem thử nó có xuất hình được hay không. Không xuất hình nữa vấn đề khác nha. Nó có bị ớt hay không, kích được đó các bạn thấy không, kích là lên được là 0.8, 0.7 lúc đầu, đây là 0.39. Yeah. Khả năng máy cấp dòng chúng ta không đủ áp bê các bạn. Rồi, ok.
Hai, viết đến đây là được rồi. Đã viết được mắc còn đồ vào, xử lý khối 3 năm. Rồi, còn cái vấn đề mà bút vào nữa là do cái cục adapter chúng ta khả năng là thiếu cái ampe, cho nên là nó chạy lên chút xíu là nó tắt. Rồi, hai, đến video đến đây kết thúc nha. Rồi, mong là video này sẽ giúp ích được cho các bạn mới vào hoặc là các bạn kỹ thuật còn đang còn yếu tay nghề chút xíu. À, chúng ta sẽ làm theo, chúng ta sẽ mau lên tay nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ xem kênh và đăng ký giúp tôi share để tôi có những cái hướng phấn khởi và hưng phấn để tôi tiếp tục quay những cái video khác cho các bạn cùng học hỏi và xem xét nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.